Yes, birthday 2 days ago. Đó là bữa cái ngày sinh nhật của Jack là vào 2 ngày trước. Các bạn có dấu hiệu là 2 days ago đây. Ngoài cái từ last ra thì các bạn sẽ thấy thêm cái từ ago, là đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn nha các bạn. Một cái việc gì đó xảy ra trong quá khứ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là cần điền một cái động từ to be, chủ ngữ là it. Vậy thì be trong thì quá khứ đơn chúng ta sẽ có là was hoặc là were thôi. Vậy thì bây giờ it là chủ ngữ số it cho nên chúng ta sẽ có to be sẽ là was. Chúng ta chọn phần ở đây. Cái này were là cho chủ ngữ số nhiều. Và cái is này là hiện tại đơn và are này cũng là hiện tại đơn. Câu số 18, who rồi đến you eat with. Các bạn thấy đây là câu hỏi. Và trong này chúng ta cần một cái trợ động từ. Vì sao mà chúng ta cần trợ chứ không phải là cần to be? Tại vì you là chủ ngữ và sau you là động từ it, mình giữ nguyên này các bạn. Đó, nhắc đi nhắc lại là sau chủ ngữ mà là tính từ như thế nào đó hoặc là danh từ là cái gì đó thì các bạn biết là ở trước này là to be. Còn nếu sau chủ ngữ là động từ thì các bạn biết là ở trên này phải là trợ động từ nhé, vì đây là câu hỏi. Rồi thì chúng ta sẽ chọn trợ động từ là treat đây. Who do you eat with? Là trong này các bạn dùng trợ động từ là did rồi chứng tỏ câu này thì quá khứ đơn nhé. Chứ không phải là hiện tại đơn là bạn đã ăn với ai vậy? Đây, who? Well, thì tôi đã ăn với các bạn của tôi. Thì các bạn sẽ thấy là trong câu này thì quá khứ đơn cho nên trong câu trả lời ấy, chúng ta phải có động từ ở dạng cột 2 là thêm ed nhé các bạn. Rồi ở dạng cột 2 thì động từ it này là đang giữ nguyên là ở cột 1 này. Ăn này thì cái này loại này. Is này thêm s là càng sai này. Cho dù nó không phải thì quá khứ đơn hay chăng nữa thì cái từ is này cũng sai, tại vì nó thêm s mà cái chủ ngữ i này này là loại, cái này sai càng sai. Rồi chúng ta có động từ ate là động từ cột 2 của động từ is nha các bạn, là ăn. Chúng ta sẽ chọn phần C. Và eaten này là ở cột 3 nhé, là trong những cái thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành hoặc là câu bị động ấy. Câu số 19, I usually chúng ta sẽ có động từ drive là lái xe đi làm, drive to work. Rồi chúng ta có câu này usually là dấu hiệu của thì hiện tại đơn, một cái việc gì đó theo thói quen thường xuyên xảy ra. On thì thường lái xe đi làm, thì chúng ta thấy hiện tại đơn thì on là chủ ngữ này và đây là một bạn ai, thì đây là chủ ngữ số ít rồi. Chủ ngữ số ít thì động từ của mình sẽ thêm s hoặc là es. Vậy thì chúng ta sẽ loại ngay, ở chúng ta chỉ có một phương án b thôi, là thêm s vào động từ drive này. Cái drive này giữ nguyên là cho chủ ngữ số nhiều, mà on thì không phải là chủ ngữ số nhiều, chúng ta loại. Drove này á là động từ cột 2 nha các bạn, của động từ drive nha. Các bạn phải nhớ những động từ này. Thì nếu như mà câu này là thì quá khứ đơn thì các bạn hãy dùng drove. Nhưng mà cái này là usually, là thường xuyên, cho nên chúng ta không thể chia thì quá khứ đơn, cho nên cái này loại. Cái này drive mình giữ nguyên. Và đây, nhưng mà ngày hôm qua thì cô ấy đi bộ. Các bạn thấy là yesterday ngày hôm qua là các bạn là thì quá khứ đơn này. Cho nên sau này cột 2 hoặc là thêm ed nhá, thì chúng ta sẽ có động từ walk là đi bộ, thì chúng ta phải thêm ed đọc là walked. Rồi, câu số 20. It's usually chúng ta sẽ có động từ rain là trời thường mưa rất là nhiều vào mùa đông. Nhưng mà năm ngoái thì nó có tuyết. Các bạn thấy trong câu này có usually nữa, là thường là chỉ một cái hiện tượng thiên nhiên bình thường đúng không? Cái này là thì hiện tại đơn rồi. Cứ có mấy cái dấu hiệu này là các bạn biết thì hiện tại đơn rồi đó. Rồi, hiện tại đơn thì it này là chủ ngữ này. Vậy thì it là chủ ngữ số ít rồi, cho nên động từ mình phải thêm s hoặc là es nhé. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ rain, mình phải thêm s ở đây. Mình loại ngay phương án C với phương án D, vì cái này giữ nguyên là cho chủ ngữ số nhiều mà it là chủ ngữ số ít. Vậy chúng ta có là rain thêm s đầu là rainer nha các bạn. Rồi, nhưng mà năm ngoái thì trời có tuyết. Các bạn có dấu hiệu là last year. Cái này là dấu hiệu thì quá khứ đơn vào năm ngoái. Quá khứ đơn thì động từ phải thêm cột 2 hoặc là thêm ed. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ snow, tuyết rơi, chúng ta phải thêm ed cho nó thôi, snowed. Chứ không có thêm s nha các bạn. Thêm s là thì hiện tại đơn rồi, mà ở đây thì quá khứ đơn mà. Cho nên cái mình loại phương án này, mình có phương án A. Rồi câu số 21, Anne and Max, bạn Anne và anh Max này á, thì thường sailing at weekends là thường chèo thuyền vào cuối tuần, đi chèo thuyền vào cuối tuần. Các bạn thấy là trong câu này có usually nữa, là dấu hiệu của thì hiện tại đơn, một cái hoạt động thường xuyên xảy ra. Vậy thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ có là động từ giữ nguyên hoặc là động từ thêm s hoặc là es, đúng không các bạn? Vậy chúng ta xác định chủ ngữ là Anne and Max là hai người này, hai người thì đây sẽ là chủ ngữ số nhiều. Vậy chủ ngữ số nhiều thì động từ mình chỉ cần giữ nguyên thôi, không có cần thêm s gì hết. Vậy động từ giữ nguyên thì chúng ta chỉ có một phương là go này. Rồi cái goes này là thêm s này, các bạn đọc là goes, là cái này cho chủ ngữ số ít mà đây hai người mà, cho nên cái này loại. Rồi cái went này á là chiếc, là cái này động từ cột 2 của động từ go là đã đi. Thì ở đây chúng ta xác định là thì hiện tại đơn chứ không phải là quá khứ đơn, cho nên chúng ta không có chọn được phương án này. Rồi, nhưng mà tuần trước thì họ đã chơi tennis này các bạn. Nhưng mà tuần trước thì chúng ta có là last weekend là thì quá khứ đơn này. Bởi vậy cho nên cái động từ play chúng ta ở thêm ed ở đây là played.
Đó, chơi tennis. Các bạn thấy là go sailing là sau go thì một cái động từ khác sẽ verb in nhé. Đi đâu, ví dụ như go swimming là đi bơi, go sailing rồi là go shopping chẳng hạn. Đó, rồi. My family, gia đình tôi là left London, đã rời London và move. Đây, gia đình của tôi đã rời London và chuyển tới một ngôi làng nhỏ. Thì chúng ta sẽ có chuyển tới. Tới thì sao? Chúng ta sẽ có giới từ to nhé. Move to. Rồi, chuyển tới đâu? Có một sự di chuyển thì các bạn cứ chọn giới từ to nhé. People on day, chúng ta sẽ có một cái cụm này. Bữa trước, video trước mình đã nói rồi, on over the world nha các bạn. Là trên toàn thế giới thì chúng ta sẽ có on này, rồi đến over, đến the world. Thì mình sẽ có hai cụm từ trên thế giới nó giống nhau, là một là on over the world hoặc là in the world. Đó, các bạn tránh nhầm lẫn nha. Rồi, trên toàn thế giới. Câu số 24. What do you know? Các bạn là thấy là trong câu này là câu hỏi và đây là thì hiện tại đơn này. Vì sao mình biết đây cái trợ to là thì hiện tại đơn, you là chủ ngữ và know là động từ này. Bạn biết gì về George Washington? Thì các bạn sẽ chọn giới từ about nha các bạn, là biết về ai đó, know about. Rồi, now she, bây giờ thì cô ấy sống một mình, nhưng mà khi cô ấy còn là một đứa trẻ, when she was a child, thì cô ấy sống với mẹ và các chị. Thì các bạn thấy là bây giờ cô ấy sống một mình, thì cái này ở mạng hiện tại trở lên rồi, cho nên chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn trở lên nha các bạn. Trong trường hợp mà nó có hiện tại tiếp diễn thì các bạn hẳn ưu tiên chọn, còn không thì những đáp án này nó chỉ là chia hiện tại đơn thôi để mà chỉ cái khoảng thời gian là ở hiện tại chứ không phải là nằm trong quá khứ này, thì các bạn chỉ hiện tại đơn nhé. Tại vì bình thường mình chỉ học là now là ngay bây giờ là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ một khoảng khoảng không gian thời gian ở hiện tại mà không phải là từ quá khứ lùi về, thì các bạn chỉ đơn giản là hiểu là nó đang ở cái thời điểm hiện tại. Đó, chứ không phải là đến mức đang diễn ra để chúng ta chia tiếp diễn nhà, mà các bạn chỉ đơn giản là nói về mạng thời gian ở hiện tại thôi á, thì các bạn dùng cái này để chỉ hiện tại đơn cũng đúng nha. Rồi thì bây giờ chúng ta có she là chủ ngữ và đây là chủ ngữ số x, cho nên động từ mình phải thêm s hoặc là es. Vậy thì chúng ta không thể giữ nguyên động từ live này rồi, vì đây là cho chủ ngữ số nhiều, chúng ta loại lives này, chúng ta sẽ giữ lại. Và cái này mình chỉ có một đáp án này thôi. Cái này lived là cột 2 rồi, là thêm ed rồi, là chúng ta chia thì quá khứ đơn. Và cái này live này giữ nguyên thì càng không được, tại vì she là chủ ngữ số x. Thì bây giờ chúng ta phân tích tiếp này. Nhưng mà khi cô ấy còn là con nít này thì chúng ta sẽ thấy là when rồi cộng với một mệnh đề thì quá khứ đơn. Cứ khi nào mà cứ có là when rồi đến khi còn con nít, hoặc khi 10 tuổi hoặc khi mấy tuổi đó, là các bạn biết là trong câu đó thì quá khứ đơn rồi đó. Cho nên cái động từ to be ở đây chúng ta sẽ có là was cho chủ ngữ số x này. Thì ở đây chứng tỏ là ở đây thì quá khứ đơn luôn rồi. Khi cô ấy còn là đứa trẻ thì cô ấy đã sống với mẹ và các chị, thì chúng ta sẽ có động từ cột 2 bằng thêm ed. Cho nên là cái động từ live ở đây người ta thêm ed là lived này các bạn. Ở câu số 26, where she live now, bây giờ cô ấy sống ở đâu? Đây, các bạn có dấu hiệu là từ now nữa, chỉ khoảng thời gian, không gian ở hiện tại thôi, thì chúng ta sẽ không thi chia thì quá khứ đơn được. Và đây là câu hỏi, cho nên các bạn cần mượn một cái trợ động từ ở trước này. Và các bạn đã được nói đi nói lại rồi đúng không? She là chủ ngữ và sau chủ ngữ thì nếu là động từ thường live là sống, thì chúng ta phải mượn trợ động từ do hoặc là does cho thì hiện tại đơn. Còn nếu quá khứ đơn thì chúng ta chuyển do does về cái đi thôi. Cái is to be này là sao? Là nếu mà sau chủ ngữ là tính từ. Ví dụ như là cô ấy mệt chẳng hạn, thì chúng ta có là she is tired, thì chúng ta có là she rồi đến tired, thì trước này hẳn là to be is. Đó. Còn nếu mà sau này động từ thường thì các bạn phải nhớ mượn trợ động từ nhé. Thì chúng ta sẽ loại ngay phần này. Và she là chủ ngữ số x, cho nên chúng ta mượn trợ động từ does. Rồi sang câu số 27. She learned to read until she was 86. Cô ấy đã không, mình dịch không luôn nhé, tại vì những cái đáp án dưới này đều là có not là không các bạn. Cô ấy đã không học cách đọc cho tới khi cô ấy 86 tuổi, không biết đọc cho tới 86 luôn trời. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là trong câu này chia thì nào các bạn biết không? Thì quá khứ đơn nhé. Vì sao mà mình biết thì quá khứ đơn? Dựa vào cái dấu hiệu sau này until này, until she was, trong này cái to be ở đây đang chia thì quá khứ đơn. Chứng tỏ là cái này là mệnh đề còn quá khứ đơn. Cô ấy đã không có học đọc cho tới khi cô ấy tận 86 tuổi, và cái việc này xảy ra ở trong quá khứ rồi. Chúng ta biết là she was đây rồi, cho nên cái này sẽ là chia thì quá khứ đơn rồi đúng không? Quá khứ đơn thì chúng ta sẽ không có thể mượn trợ động từ just hoặc là don't được, tại vì đây là trợ của thì hiện tại thành, và đây là learn là động từ thường, càng không thể mượn trợ to be ở đây được nữa. Cho nên chúng ta chỉ có phương án did này thôi. Quá khứ đơn này mà muốn làm câu phủ định có not thì cho các bạn phải mượn trợ động từ did. Giống như hiện tại đơn các bạn mượn do does, thì quá khứ đơn các bạn cũng mượn cái quá khứ đơn, cái quá khứ gọi cái do does đó là did thôi.
Rồi, where does she live in? Rồi, các bạn có dấu hiệu trong câu này là vào in cộng một năm trong quá khứ. Thì đây là dấu hiệu của thì quá khứ đơn nhé. Cứ in cộng một năm trong quá khứ thì các bạn biết nó là quá khứ đơn rồi đó. Thì đây là câu hỏi. Và she là chủ ngữ và live này là động từ. Cô ấy đã sống ở đâu vào năm 50? Thì đây là động từ cho nên ở đây cần một cái trợ rồi. Vậy cái trợ động từ trong thì quá khứ đơn là trợ động từ did. Where did she live in 1950? Rồi. She worked when she was 8. Rồi các bạn có dấu hiệu nữa là khi cô ấy 8 tuổi. Thì when cộng với một mệnh đề quá khứ đơn. Vì sao mình biết đây là quá khứ đơn? Tại vì có to be là was ở đây này các bạn. Quá khứ đơn thì to be là was hoặc là were đó. Và she là chủ ngữ số x, cho nên chúng ta có to be là was. Vậy cái câu này là sẽ thì quá khứ đơn rồi. Cô ấy đã bắt đầu làm việc từ lúc cô ấy 8 tuổi. Quá khứ đơn thì động từ mình phải cột hai vào thêm ed. Vậy trong câu này khi phương án A là đúng. Vì started này chúng ta thêm ed đọc là started. Cái này start này thêm s là cho hiện tại đơn. Cái này giữ nguyên cả không được. Starting là pháp in. Thì một cái câu không thể là chủ ngữ rồi đến lập tức là động từ thêm đôi in được nhé. Oh, you like the film. Bạn có thích cái bộ phim không? Thì các bạn thấy trong câu này là câu hỏi. Và cả yêu này là chủ ngữ và đây like là động từ. Vậy thì các bạn đã được nhắc đi nhắc lại rồi. Đây là chủ ngữ và sau này là động từ. Thì trước này cần phải có một cái trợ động từ. Vậy chúng ta không thể chọn are được vì cái này là to be nhé. Chúng ta chỉ còn true hoặc là did. Rồi, thì bây giờ chúng ta chưa biết nó là thì quá khứ hay hiện tại. Và true là trợ của hiện tại mà did là trợ của quá khứ mà. Chúng ta chưa biết được tại vì hai từ này đều có thể xảy ra. Và chúng ta tìm tiếp cái trong cái câu trả lời no, không, tôi không thích. Thì nếu mà các bạn hỏi trên này true á, thì phải trả lời là no, I don't. Đúng không? Nó phải tương đương thì. Mà ở đây là true rồi dưới này didn't thì không đúng. Mà chỉ có là did you rồi no, I didn't. Nó đã tương đương thì quá khứ rồi, chúng ta sẽ có phương án B. She thinks. Cô ấy nghĩ về cái cuộc sống trong quá khứ của cô ấy. Chúng ta sẽ có cái động từ think là nghĩ. Và nghĩ thì chúng ta sẽ có think about là nghĩ về nha các bạn. Rồi, cô ấy nghĩ về cuộc sống trong quá khứ của cô ấy. Và câu này đang ở chia thì hiện tại đơn này các bạn. Vì sao chúng ta có động từ think mình thêm s đó là thinks. Ở câu số 32, he was tired of politics. Thì chúng ta thấy là trong câu này có tính từ tired là mệt này các bạn. Rồi cái này là to be này và cái này là tính từ chứ không phải là động từ thêm ed đâu nhá. Rồi cái này là tính từ mệt thì chúng ta sẽ có là tired là mệt về cái gì nhá. Chúng ta sẽ có phương án A. Câu số 33, she died. Cô ấy đã chết trong một vụ đâm xe. Các bạn có câu này đang chia thì quá khứ đơn này các bạn. Chúng ta có động từ die là chúng ta đã thêm ed này các bạn. Rồi died. Và đây chúng ta cần chọn một cái giới từ. Nếu ấy chết trong một vụ đâm xe các bạn có giới từ in. Rồi people were afraid, mọi người thì sợ cô ấy. Chúng ta có cái tính từ afraid là sợ. Thì chúng ta sẽ đi với cái giới từ of nha các bạn. Afraid of. Thì các bạn phải nhớ những cái giới từ đi kèm này nhé. Chứ nó không có công thức gì hết mà bắt buộc các bạn phải nhớ. Rồi câu số 35. Tôi đã sống ở Paris when I was 6. À, khi tôi còn 6 tuổi các bạn lại thấy này. When cộng với một cái mệnh đề thì quá khứ đơn này. Cứ lúc còn trẻ hay là lúc mấy tuổi đó thì các bạn biết là đó là thì quá khứ đơn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ biết là ở đây thì quá khứ đơn rồi, cho nên động từ trước này phải cố thay vào thêm ed thôi. Thì động từ live mình sẽ thêm ed đọc là lived. Rồi, phương án A. We thì chúng tôi đã. Rồi các bạn có trong câu này we là chủ ngữ và đến một là động từ đây rồi. Mà đây có chỗ trống nữa chứng tỏ câu này là câu phủ định có not. Thì chúng ta phải có trợ và đến not rồi. Vậy chúng ta sẽ tìm một cái dạng đúng thôi. Tit là không thể là we didn't move được. Vì move là động từ đói và didn't thì chúng ta sẽ chọn cái này. Didn't và đến động từ move giữ nguyên. Aren't, isn't, cái này là to be rồi chúng ta không có chọn được. Nếu mà sau này là moving các bạn là động từ thêm đôi in thì may ra cái này còn được nhá. Tại vì cấu trúc của thì hiện tại thiết diễn là be cộng pháp in. When you have your last holiday. Trong câu này các bạn thấy là có dấu hiệu là last holiday. Nó là dấu hiệu của thì quá khứ đơn nữa rồi. Chúng ta sẽ có là trong câu hỏi yêu là chủ ngữ. Have là động từ giữ nguyên, chứng tỏ trong câu này chúng ta cần một cái trợ động từ. Vậy chúng ta xác định được đây là thì quá khứ đơn rồi. Vậy cái trợ động từ trong thì quá khứ đơn là did thôi. Vì đây là động từ này nhé, thì chúng ta cần trợ động từ là did chứ không phải là to be nhé. He the school in 1994. Anh ta đã rời trường vào năm 1994. Chúng ta có trong câu này in cộng với một năm trong quá khứ. Cái này là thì quá khứ đơn này các bạn. Cứ in cộng năm trong quá khứ ha. Thì quá khứ đơn thì động từ cột 2 và thêm ed thôi. Thì chúng ta sẽ có động từ live này là cột 1 này các bạn. Rồi. Vậy thì cột 2 của nó sẽ là left nha các bạn.
cột 3 cũng là left luôn nha. Chúng ta loại những cái này không này, cái này không thể thêm ed được nhé. Và cái này thêm es thì cái này thì hiện tại đơn rồi, mà cái này là thì quá khứ đơn cho nên loại. Chúng ta có phương án A. Rồi, câu 39, anh ta gặp vợ anh ta Maria vào năm 98. Trong câu này có dấu hiệu là in cộng với quá khứ đơn nữa. À, năm trong quá khứ thì các bạn biết là ở đây thì quá khứ đơn. Vậy thì động từ cũng là cột 2 bằng thêm ed thôi. Vậy chúng ta sẽ có động từ meet này là gặp gỡ. Là cái này là ở cột 1 nha các bạn. Cột 2 của nó sẽ là động từ met. Đây, chúng ta sẽ chọn phương án này. Không có thêm ed gì hết nhé, không có thêm s. Tại cái này là thì hiện tại đơn.